棒，童话里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。哦，狙击棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。狙击棒，童话里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。哦，狙击棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。20 Wow, người chim cô gái. Quả trứng xấu, tớ sẽ... Tớ... Edmond, bạn có lạnh không? Để tớ đắp chăn cho cậu nha. Họ đều mất ý thức hết rồi. Máy phun ý thức. Ôi thật là đáng sợ. Ice Dear, gửi trứng đến phòng thí nghiệm nha. Được thôi. Trứng của Cookman thật khủng khiếp. Chúng tớ đã có được những quả trứng khác. Vậy thì hãy đi tìm người đàn ông Cuckoo trước. Người đàn ông Cuckoo ở đâu? Tớ không thể tìm thấy anh ta trong khu vực này. Không thể nào, họ đang tìm kiếm chúng ta phải không? Trốn mau. Anh ta ở phía trước. Tôi nhìn thấy anh ta ngay bây giờ. Lũ người điên. Ôi, người đàn ông Cuckoo, cuối cùng đã tìm thấy ngươi. Không phải tôi, các người nhầm tôi với ai khác rồi. Chính là hắn ta, đuổi theo. Đứng lại. Đừng để ta phải mạnh tay. Đừng đuổi theo tôi nữa. Tôi không có nhiều trứng hơn nữa đâu. Nếu bạn bắt tôi đâu. Ha ha, ngươi không chạy thoát được nữa đâu. Nhìn đằng sau kìa. Cái gì? Ngươi muốn ta nhìn đằng sau nữa ngươi chạy thoát sao? Trò này quá lỗi thời. Đằng trước kia. Dừng lại. Này hai cậu. Người đàn ông Cuckoo chạy lối kia. Tại sao mọi người lại đuổi theo tên đó nhỉ? Đuổi theo hắn ta. Chắc chắn đây là lối vào. Chúng ta sẽ xuống tìm hắn. Gigi Bon đâu rồi? Tớ ở ngay dưới đây nè. Ôi, tớ xin lỗi. Đau quá. Có vẻ đáng sợ. Đây có phải là nhà của người đàn ông Cuckoo không? Tại sao gõ? Tôi có cho phép bạn không? Ôi! Bạn là ai? Tôi không phải là một cái gì. Tôi là quản gia của cửa hàng Cuckoo. Còn giờ thì mau đi đi. Xin lỗi, nó là một cửa hàng ạ? Bạn là khách hàng. Chào mừng, chào mừng. Chúng tôi không cung cấp trứng chim cu. Chúng tôi chỉ đánh giá liệu bạn có đủ điều kiện để có trứng không. Bạn phải vượt qua bài kiểm tra trước khi được phép vào cửa hàng. Hả? Bài kiểm tra nào? Cái gì đây? Kiểm tra bắt đầu. Đầu tiên kiểm tra vật lý. Kiểm tra vật lý. Đấu vật tay, sẵn sàng. Chuẩn bị. 3. Ôi, bắt đầu rồi sao?
Ôi buồn quá, buồn quá. Ôi buồn quá. Hả? Thật sao? Kiểm tra vật lý thất bại. Bạn chơi xấu. Tiếp theo kiểm tra IQ. Lắng nghe. Một con gà cộng với một con vịt. Câu hỏi có bao nhiêu quả trứng ở đó? Toán học à? Thật dễ. 1 + 1 = 2. Câu trả lời là 2. Sai. Câu hỏi quả trứng chứ có hỏi con gà con vịt đâu. Đáp án không có quả trứng nào. Thật là ăn gian. Làm thế nào bạn có thể tính toán nó theo cách đấy? Tiếp theo kiểm tra tài chính. Không đủ tiền vàng. Bạn thất bại trong thể chất, IQ và kiểm tra tài chính. Bạn không đủ điều kiện để vào cửa hàng. Không thể tin được. Không ai sẽ vượt qua bài kiểm tra của ngươi đâu. Kiểm tra đủ điều kiện. Chào mừng bạn đến với cửa hàng. S Daddy, làm thế nào cậu có thể làm được điều đó? Tớ không làm gì cả. Khách hàng có phòng khám riêng của mình, về thu nhập và ổn định. Anh ta không cần phải vượt qua bài kiểm tra vật lý hoặc tài chính. Anh ấy vượt qua bài kiểm tra. Khách hàng đặc biệt, xin vui lòng đi vào. Đợi tớ với. Cuối cùng thì cũng vào được. Túi sau ở đâu? Ờ, là các cậu à, chào mừng. Chúng tôi phục vụ đủ loại trứng. Bạn muốn chấp nhận cái nào? Chúng tôi không muốn trứng. Chúng tôi đã biết rằng ông cố gắng làm mất lý trí của chúng tôi với những quả trứng kia. Làm thế nào bạn có thể nói rằng nó là mất lý trí của họ? Họ tự cầm lấy quả trứng và tự ra khỏi ý chí của họ chứ. Đó là đạo đức vĩ đại nhất. Chỉ những người ích kỷ sẽ không được cống hiến. Không, ông sai rồi. Đúng, ông đã sai rồi. Nhìn kìa, những quả trứng đẹp như vậy dành riêng cho họ. Ông nên cống hiến bản thân cho trứng của mình. Việc vô trách nhiệm đó chính là yêu cầu người khác làm điều này. Đúng, tại sao ông không tự làm việc này? Làm thế nào một đứa trẻ biết được điều đó? Bạn đã vượt qua bài kiểm tra chưa? Hoặc là bạn có chúng, hoặc là bạn đi về. Này đợi đã, quần áo của ông. Tôi không có ý định làm điều đó. Các người làm gì vậy? Hả? Ngươi chỉ là một con chim. Không, ông là một người đàn ông chim cúc cu. Vậy thì sao? Đó là những người đàn ông chim cúc cu. Những người mất lý trí với trứng của chính mình. Quá nhiều. Woody Supernova biến hình. Biến hình. Woody biến hình. Các ngươi không bao giờ có thể đánh ta. Bắt lấy. Iron Tiger giúp tớ. Ôi xin lỗi, tớ đã tính toán sai vị trí. Tạm biệt. Tớ đã bắt được hắn ta.
Thật sao? Ta sẽ cho ngươi xem. Esther đi, tại sao cậu không đến giúp tớ? Cậu cần tớ không? Được. Được, tớ sẽ chỉ cho cậu thấy thiết bị siêu hiện đại của tớ. Cậu định làm gì với cây gậy đấy thế? Xem nè. Thật là vui nhộn. Xin lỗi. Làm thế nào nó có thể bắt được ta? Không đơn giản để bắt được ta đâu. Thật sao? Tớ đã bắt được hắn. Người không còn cơ hội để lừa gạt người khác nữa đâu. Mọi người sẽ được cứu khỏi những quả trứng này. Zizibon đâu? Zizibon! Cậu ấy lại chìm đắm vào quả trứng nữa rồi. Thế bây giờ chúng ta đưa hắn đến chỗ tiến sĩ Miho à? Ôi, Zizibon, cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh. Tiến sĩ Miho, S-Daddy, cảm ơn. Được rồi, bây giờ là lúc chúng ta phun thuốc vào công dân trong Planet Fairy Tale. Ôi, một con chim béo. Đây là của tôi, đó là của tôi, của tôi. Ôi, xin lỗi. Không, tôi sai. Tiến sĩ Miho, tiến sĩ Miho, cháu đã trở lại ư? Mọi thứ đã hoàn tất chưa? Vâng, mọi thứ đã xong. Zizibon, cậu không có trứng à, phải không? Nhân tiện, tiến sĩ Miho, chuyện gì đã xảy ra với tên Cúc Cu? À, hắn đã ấp nở trứng của mình. Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa, ta không chịu được nữa rồi.